Bi kịch thần đồng 10 tuổi đã đỗ đại học, nhưng ra trường không ai dám nhận. Từng được mệnh danh là thần đồng vì chỉ mất 4 năm để học hết phổ thông. Mới 10 tuổi đã đậu đại học, nhưng ít ai biết đằng sau đó, cô bé Trương Dịch Văn lại trở thành nhân vật chính của một chuỗi bi kịch. Dịch Văn sinh ra trong một gia đình tri thức, có bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được cha mẹ vô cùng quan tâm và đầu tư cho chuyện học hành. Nhờ có sự đồng hành của cha mẹ, năm 4 tuổi, Trương Dịch Văn đã nhận biết được hàng nghìn chữ Hán, chuyện khó tin đối với một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Theo quan điểm của ông Trương Dân Thao, bố của Dịch Văn, phương pháp giáo dục chính quy tại các trường khá cứng nhắc, nên ông không muốn con mình đi theo. Thay vào đó, ông Dân Thao đã quyết định dạy con theo một mô hình khác mang tên giáo dục thần đồng do chính mình sáng tạo ra. Để hiện thực hóa ước mơ, hai vợ chồng ông Thao đã mở một trường tư thục riêng và dĩ nhiên, Dịch Văn cũng là một học sinh trong ngôi trường đó. 4 năm học hết phổ thông, 10 tuổi vào đại học. Ngay từ khi Dịch Văn còn rất nhỏ, cha mẹ cô bé đã lên một bản kế hoạch tương lai vô cùng chi tiết cho con gái. Theo đó, Trương Dịch Văn cần phải hoàn thành tất cả các khóa học của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trước 9 tuổi và bước chân vào giảng đường đại học một năm sau đó, lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 20 và có thể tham gia nghiên cứu khoa học trong tương lai. Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt trong chuyện học hành, cô bé nhanh chóng đã trở thành một thần đồng, một con nhà người ta theo đúng nguyện vọng mà cha mẹ cô từng mong mỏi. Tuy nhiên đánh đổi lại những thành công ấy, trong khi những đứa trẻ bằng tuổi khác vẫn đang chơi đùa, thì Trương Dịch Văn lại phải lao đầu vào việc học. Không chỉ vậy, hàng ngày cô bé đều phải dậy lúc 5 giờ sáng để học. Sau khi ăn trưa, Dịch Văn chỉ có một tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu học tiếp buổi chiều. Còn buổi tối, việc học của cô bé sẽ kéo dài tới 10 giờ mới kết thúc. Đáp lại mọi sự cố gắng, chỉ trong vòng vỏn vẹn 4 năm, cô bé đã hoàn thành chương trình học phổ thông cần thiết mà đáng lẽ một học sinh bình thường phải dành ít nhất 12 năm để hoàn thành. Năm 2016, cô bé Dịch Văn được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ trường của bố mình và đủ điều kiện để đăng ký thi đại học. Năm 9 tuổi, Trương Dịch Văn được cha đăng ký cho thi đại học. Lần này, cô chỉ đạt 172 trên 750 điểm, thậm chí không đủ điểm để vào trường cao đẳng ở Hà Nam. Bởi vì dưới sự dạy dỗ của cha, Trương Dịch Văn chỉ tập trung vào 3 môn toán, tiếng Anh và Hán học. Đả kích này không khiến cha của Trương Dịch Văn bỏ cuộc. Ông cho rằng nguyên nhân nằm ở việc con gái chưa học vật lý, hóa học. Ông bố hổ tiếp tục đưa con vào các lò luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Năm 2017, Trương Dịch Văn đạt 352 trên 750 điểm trong kỳ thi đại học, trúng tuyển Học viện Công nghệ Thương Châu, ngành Công nghệ Kỹ thuật Thông tin Điện tử. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, đây có thể coi là thành tích đáng nể. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu được học tập và phát triển trong một môi trường bình thường, Trương Dịch Văn hoàn toàn có thể thuận lợi bước chân vào ngôi trường danh giá hơn. Cách giáo dục cực đoan của cha Trương Dịch Văn cũng tạo nên nhiều tranh cãi trong xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Dịch Văn vốn không phải thần đồng, thành tích mà cô đạt được đều là kết quả của việc đốt cháy giai đoạn và tham vọng mà người lớn áp đặt lên cô. Cô chỉ là sản phẩm trong cách giáo dục ép chính mà thôi. Nhưng, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, bố mẹ vẫn làm thủ tục nhập học cho Trương Dịch Văn và bắt đầu cuộc sống của một sinh viên. Cô bé sinh viên đặc biệt. Bước vào môi trường đại học, cuộc sống của Trương Dịch Văn hoàn toàn đảo lộn, thể chất, tinh thần chưa phát triển đầy đủ. Phải rời xa cha mẹ, sống ở ký túc xá ở độ tuổi còn quá nhỏ, khiến Trương Dịch Văn không thể thích ứng. Dù đã trở thành sinh viên, nhưng cô bé dường như vẫn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Ở trường, vì sự chênh lệch tuổi tác giữa các bạn trong lớp, nên cô bé họ Trương không thể hòa nhập trong các buổi học nhóm, nghiên cứu. Chiều cao 1,3 mét của một đứa trẻ khiến những buổi ăn trưa ở căng tin trở thành ác mộng khi cô phải kiễng chân mỗi lúc mua đồ ăn.
Cách biệt tuổi tác với bạn học xung quanh, cô trải qua cuộc sống cô độc suốt những năm tháng đại học. Trong suốt những năm tháng đại học, Dịch Văn dường như không có một người bạn đúng nghĩa. Điều đó khiến Dịch Văn luôn cảm thấy tự ti và sợ hãi mỗi khi đến lớp. Không chỉ gặp vấn đề về kết bạn, mà khả năng học tập của Dịch Văn cũng chẳng khấm khá là bao. Trường Dịch Văn gặp rất nhiều khó khăn với khối lượng kiến thức khổng lồ ở đại học. Khi học đến năm thứ ba, giảng viên đề nghị cô không nên tiếp tục học lên vì năng lực không thể theo kịp. Theo lời kể của giáo viên, trong suốt 3 năm học tại Học viện Công nghệ Thương Châu, kết quả học tập của Dịch Văn không có gì nổi bật. Điều đó là hiển nhiên bởi đầu óc lúc đó của Dịch Văn vốn chỉ là một đứa bé 10 tuổi, nên để có những nền tảng nhất định trong các môn chuyên ngành là không hề dễ dàng. Dẫu vậy, cô bé vẫn tự mình gắng gượng và sau 3 năm, Dịch Văn cũng đã tốt nghiệp đại học với điểm số ở mức trung bình. Độ tuổi tốt nghiệp đại học của một người bình thường là 21, ấy thế mà đối với Trương Dịch Văn thì độ tuổi để bước vào đời là 13. Thiếu đi cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô bé vô cùng chật vật để tìm việc. Dường như không công ty nào muốn tuyển dụng một thần đồng ở cái tuổi ăn chưa xong, nghỉ chưa tới như thế. Theo lộ trình bố mẹ đặt ra, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ học lên thạc sĩ, nhưng chuyên ngành liên quan đến máy tính, phải thi toán và tiếng Anh. Trong khi đó, Trương Dịch Văn học yếu hai môn này, nên chưa thể vượt qua kỳ thi sau đại học. Cuối cùng, Trương Dịch Văn phải quay về trường tư thục của cha mình, trở thành giáo viên trợ giảng, nhận mức lương hàng tháng là 2.000 tệ, tương đương gần 7 triệu đồng. Công việc hàng ngày của cô là cùng mẹ sửa bài tập về nhà cho học sinh, tổ chức và xử lý một số công việc liên quan. Nói về công việc của con gái, ông Trương Dân Thao cho biết, nếu không đến trường đúng giờ, không nghiêm túc khi lên lớp, Trương Dịch Văn sẽ bị trừ lương, chỉ nhận được 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng, gần 3,5 triệu đồng. Sau khi công chuyện được chia sẻ, bố của Trương Dịch Văn đã nhận về không ít ý kiến chỉ trích vì gò ép con cái trở thành thiên tài từ quá sớm. Thế nhưng ông lại đáp rằng, con bé cảm thấy cô đơn, nhưng tôi nghĩ cô đơn không hẳn là một điều xấu, và cô đơn cũng như một bài tập thể dục. Có người cho rằng, danh thần đồng của Trương Dịch Văn là đến từ sự thổi phồng của bố mẹ với mục đích kinh tế. Họ chỉ chiêu dụ học trò vào trường, lò sản xuất thần đồng mà họ lập ra đã khiến những đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi tiểu học phải đánh đổi tuổi thơ và sự hồn nhiên chỉ vì những mơ mộng được tạo ra từ sự kỳ vọng của bố mẹ. Hiện tại ở tuổi 17, những gì thần đồng năm ấy có là tuổi thơ không trọn vẹn cùng tương lai vô định. Mọi người nghĩ gì về quan điểm giáo dục con thành thần đồng? Hãy để lại suy nghĩ của bạn nhé!